Rồi chào bà giống Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay trại có gì cái lô này 7 con nha. 7 con được lỡ rất là đẹp. Mỗi bò phải nói là pin là lực nha anh chị. Bò này nằm 8 tháng tuổi nha. Xương sóc rất là lớn nha. Rất là pin lực luôn, mới xuống xe mình quay cho anh chị xem ha. Con này 7 con được. Bò này kiểu mẫu nha anh chị, bò mẫu nha. Rồi con thứ hai cũng pin lực y vậy luôn, nó đang rụng lông. Bò này lông nhuyễn nha, tại vì mình chưa có tắm rửa sạch sẽ, nó đang rụng lông, rất là lực. Lô bò 7 con này nha anh chị, gần xa mà cần bò dấu bé thì liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn Vĩnh Long nha. Đây lô 7 con rất là mẫu đẹp luôn. Bò này 1m14, bò chiều cao dưới lưng là 1m14 bò nha. Bò này nằm 200 kg hơi, 200 kg hơi. Giá 16 triệu anh chị, rất là mềm luôn, 200 kg hơi giá 16 triệu. Có con trên 200 nữa, 1m14 bò. Bò nằm 8 tháng nha. Xương lớn cực kỳ luôn. Anh chị gần xa mà còn mà được dấu bé thì liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn Vĩnh Long nha. Nhận đặt hàng số lượng lớn nha. Bò hôm nay về cũng rất là đông, bò cái bò được mẹ con có đủ hết. Quay cái lô 7 bò, bò được lỡ này trước ha, 8 tháng rồi. 210 kg hơi, chiều cao 1m14 bò. Giá 16 triệu con nè. Bò nó đang nó đúng lên bao hết nha, bao tật lỗi cho anh chị luôn, móng sò rất là đẹp. Không có bị tật lỗi sưng mù đầy gì hết nha. Xin chân thành cảm ơn anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn Vĩnh Long nha. Nói chung bò từ 10 triệu, 12 triệu con cũng có nữa. Đủ cỡ luôn nha. Cái mẫu này nó bự, mình quay cho anh chị. Nó đang nó đúng là hết ý luôn. Xương lớn dài đòn nha. Chúc anh chị này nuôi bò nhiều nước là thấy nhìn giống bò là biết đó, giống bò đẹp bự con rồi. Rồi xin cảm ơn anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại bò mình nha. Chúc cho anh chị chăn nuôi thành công.